ban thân. Vì trên kia chúng ta là khi giờ tha thứ, trên đốt trên đi là khi vui sống muôn đời. Ôi hân hình thanh an, ngồi lại nơi đây dấu ấn của Chúa, để chúng con có cơ hội để phụng thờ Chúa, để chúng con có cơ hội làm chứng cho đức tin, làm chứng cho công bằng và vinh đệ giữa cuộc đời. Xin cảm tạ Chúa vì tất cả những gì đã xảy ra không ngoài ý của Chúa, cho chúng con luôn xác tín mạnh mẽ điều đó, để chúng con hôm nay và mãi mãi luôn đi theo Chúa, dù ở bất kỳ nơi đâu và trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con ra khỏi sự dữ. Amen. Oh, Jesus.